Trung tâm Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản gửi đến các cơ quan báo chí về việc làm rõ số liệu từ hội thảo hướng nghiệp suốt đời, gắn kết gia đình, nhà trường, người học, người lao động và doanh nghiệp trong kỷ nguyên 4.0 diễn ra vào ngày 8 tháng 10 do Trung tâm Hỗ trợ Đào tạo và Cung ứng Nhân lực trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng với một số đơn vị tổ chức. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, trong phần trình bày và diễn giải, một diễn giả tại sự kiện có nêu lao động có trình độ cao đẳng đại học trở lên thất nghiệp chiếm tỷ lệ 30,8%. Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định đây là thông tin không cập nhật từ năm 2020 và không chính xác. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho hay, số liệu của Tổng cục Thống kê tại báo cáo điều tra lao động việc làm năm 2020, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn ra phức tạp, lực lượng lao động cả nước có khoảng 54,8 triệu người, trong đó có hơn 1,2 triệu người thất nghiệp, tương ứng 2,18%. Trong số 1,2 triệu người thất nghiệp, số người có trình độ cao đẳng đại học trở lên chiếm 30,8%, tức là khoảng 369.600 người. Trong tổng số lao động của Việt Nam năm 2020, số người có trình độ đại học trở lên chiếm 11,1% và số người có trình độ cao đẳng chiếm 3,8%, tổng cộng tương đương 8,17 triệu người. Như vậy, nếu theo số liệu của Tổng cục Thống kê năm 2020, tỷ lệ người lao động có trình độ cao đẳng đại học trở lên thất nghiệp là 4,85%, chứ không phải là 30,8% như phần trình bày và diễn giải trong hội thảo. Bên cạnh đó, khi khảo sát tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp, cần làm rõ các ngành đào tạo của giáo dục đại học khác với ngành kinh tế, xã hội. Ví dụ, sinh viên tốt nghiệp ngành toán hay khoa học máy tính có thể làm ở bất kỳ ngành nghề nào trong xã hội có ứng dụng toán hay khoa học máy tính. Vì vậy, việc đặt câu hỏi khảo sát sinh viên tốt nghiệp về việc làm đúng ngành nghề hay không rất dễ gây ra nhiều cách hiểu khác nhau và không cho kết quả đáng tin cậy. Cách tiếp cận thông dụng trên thế giới là khảo sát sự phù hợp về trình độ chuyên môn của người tốt nghiệp với vị trí việc làm. Bộ Giáo dục và Đào tạo đang triển khai hợp tác với Bảo hiểm xã hội Việt Nam để kết nối cơ sở dữ liệu ngành giáo dục đại học với thông tin vị trí việc làm. Khi hoàn thành sẽ cung cấp cho xã hội các thông tin tin cậy về tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp các trường đại học. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản đề nghị diễn giả đính chính thông tin, đồng thời chấn chỉnh, nhắc nhở Trung tâm Hỗ trợ Đào tạo và Cung ứng Nhân lực nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với những vấn đề nêu trên.